cần làm một tờ giấy hình chữ nhật. Tiếp theo, viết bạn gấp đôi lại. Bạn sẽ lấy phần bên đây nè, và sẽ gấp nó lên. Chúng ta sẽ gấp bè lên đó, và thẳng ha, nhớ là sẽ thẳng. Và bên này cũng vậy, gấp lên cho nó thẳng và vuốt. Qua đằng sau cũng gắt nó lên. Nó đều giống nhau hết, hai chiếc bể hai mặt đều giống nhau. Rồi cái bể sẽ lấy phần đáy dưới đây lên cho sát khúc này ha, khúc đường thẳng ở trên này. Và đằng sau đây cũng vậy, và qua đằng sau này gấp lên.
vậy là xong ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe lên kênh TA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.